số 1 nhá, nhìn câu số 1 này. He là gì? Đóng vai trò là gì ạ? Chủ ngữ, đúng rồi. Các từ trong câu là gì ạ? Is, đúng rồi, chính xác. Câu nào thấy chủ ngữ sẽ đứng đầu câu này và sau chủ ngữ sẽ là động từ to be. Tiếp theo, với dạng phủ định thì mình thêm not vào sau gì ạ? Sau động từ to be nhá, chỉ thêm not vào sau động từ to be thôi. Vậy thì với câu hỏi thì mình đảo đến trước ạ? To be lên trước chủ ngữ đúng chưa ạ? Vậy mọi người nhìn này, to be này, chủ ngữ này và cái phần đằng sau của nó. Tương tự với bài tập 11 câu tiếp theo, mời mọi người cũng đặt câu dạng phủ định vào dạng câu hỏi cho mình ạ. Mời một câu này. She's American. Cô ấy là người Mỹ. Vậy thì cô ấy không phải là người Mỹ, hoặc là cô ấy có phải người Mỹ không, thì mình sẽ đặt câu như thế nào? Sẽ là 5 câu đầu nhé. Bây giờ mọi người sẽ làm 5 câu đầu thôi, trong vòng